Xin chào các bác và các anh em. Chiếc vang số X12 là một chiếc vang số mà nhìn vẻ bề ngoài chắc là nhiều các bác anh em cũng đã ưng mắt. Bởi vì nó có một cái nét thanh cảnh, sang trọng và dễ trưng bày. Và được trang bị ở phần cứng một con chip đời rất cao. Và được các bác anh em đánh giá là chiếc vang số có cái chất âm Metro rất hay. Thế nhưng mà có nhiều các bác anh em là khi mà bỏ tiền ra mua chiếc vang số này về sử dụng thì cũng hơi thất vọng. Bởi vì là chất âm của chiếc vang số X12 này nó cũng chưa đem lại được đáp ứng được cái sự mong muốn của các bác và anh em. Thì hôm nay qua nhiều lần căn chỉnh chiếc vang số X12 thì em sẽ giải quyết các cái vấn đề để cho các bác anh em có thể là yên tâm sử dụng chiếc vang số X12 này tương xứng với cái đồng tiền mà các bác anh em đã bỏ ra. Thì chiếc vang số này thì em chuẩn bị gửi cho một bác khách ở Thái Bình. Thì qua nhiều lần căn chỉnh và đến giờ phút này thì em có thể là tự tin khẳng định được rằng là em đã làm và tròn trịnh chiếc vang số X12 và có thể là chia sẻ tới các bác anh em một cái phương pháp mà từ trước đến nay em chia sẻ rất nhiều, nhưng mà đến giờ phút này thì có lẽ rằng là các bác anh em có thể là áp dụng cái phương pháp này thì cái chất âm của chiếc vang số X12 nó sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Thì bây giờ em vào luôn phần mềm trên máy tính để mà chia sẻ với lại các anh em về cái phương pháp xử lý. Thì em cũng đã có nhiều video clip chia sẻ tới các bác anh em về cái phương pháp căn chỉnh chiếc vang số X12. Thì cũng đã có lần là em cũng có một video clip chia sẻ với các bác anh em là ở trong cái phần Echo Revert, tức là cụ thể là trong phần effect, thì chiếc vang số X12 nó có hai hiệu ứng, một hiệu ứng Echo A và một hiệu ứng Echo B. Thì đã có lần em chia sẻ là các bác anh em nên là loại bỏ cái Echo B, loại bỏ cái hiệu ứng Echo B. Thì cái chất âm thì nó sẽ được mềm mại rõ ràng hơn và nó đỡ bị quẩn lại ở cái giải âm trung cao và âm chép. Và qua nhiều lần căn chỉnh và quyết tâm nghiên cứu, em làm cái gì thì em cũng không bao giờ em bó tay và luôn luôn tìm đến một cái hướng tốt nhất để mà có thể giải quyết được vấn đề. Thì sau khi mà căn chỉnh và thử nghiệm rất nhiều cái phương pháp và thay đổi các cái hiệu ứng thì em đến giờ phút này thì em chia sẻ với các bác anh em khi mà căn chỉnh chiếc vang số X12 thì các bác anh em sẽ loại bỏ đi cái hiệu ứng E cho B hoặc E cho A ở trên cái phần main hay là phần cổng sâu giao hoặc cổng canter. Thì đấy nó cũng là một cái mà nó mang tính chất quyết định cho cái chiếc vang số X12. Thì nhà sản xuất khi mà sản xuất ra thì cũng đưa ra hai hiệu ứng E cho A và E cho B. Thì trước đây thì em loại bỏ cái E cho B thì em cũng thấy là nó cũng có một cái phần tác dụng trong cái vấn đề xử lý về cái hiệu ứng mà nó quẩn lại kể cả về giải trầm, giải trung trầm, nói chung là toàn bộ các giải âm, nhưng mà nó rõ rệt nhất là các cái giải âm trung cao và giải chép. Thế mà nhưng mà hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các bác anh em là một cái phương pháp phải nói rằng là rất hữu hiệu khi mà như vậy là xử lý trên chiếc con số X12. Thì về cái phần mic, phần effect thì cái này thì tùy theo các bác và anh em sẽ có thể là căn chỉnh về cái giải trầm, giải trung trầm, giải trung cao và giải chép để cho nó vừa với tính chất của bộ dàn karaoke nhà các bác đang dùng. Nhưng mà riêng về phần effect thì các bác anh em sẽ lưu ý ở cái chỗ như này. Hiện giờ thì E cho A là em đang để các cái thông số như này, thì các bác anh em có thể là tham khảo các cái thông số em đang đặt. Và đây là một cái cấu hình mà nó mang chất là phổ thông, có thể là áp dụng được cho tương đối nhiều bộ dàn karaoke. Các bác chỉ cần căn chỉnh lại một chút ở cái phần mic thôi, tức là có thể là nếu mà nó nhiều trầm thì các bác có thể là một là cắt tần số cao, cắt tần số thấp này cao lên một chút, cắt tần số thấp này cao lên một chút, hoặc có thể là giảm nhiều hơn giá trị biên độ ở các cái tần số của giải trầm và giải trung trầm, thì nó sẽ bớt đi về cái âm trầm. Và cái âm cao, âm chép này thì các bác có thể là nhích lên được các cái tần số từ 5.000 cho đến tầm cỡ khoảng 7-8.000 lên một chút, thì có thể là nó sẽ làm cho cái chất âm mic nó sáng lên. Thì cái việc này thì là các bác có thể là tự làm được. Thế còn cái việc mà effect thì nó đòi hỏi một cái sự cảm nhận thông qua kinh nghiệm cũng như là cái đôi tai. Thì như ở cái cấu hình này thì E cho A thì như các bác anh em nhìn thấy các thông số ở đây thì các bác anh em có thể áp dụng được. Về cái E cho B thì trước đây thì em cũng đã chia sẻ với các bác anh em là giảm hết cái E cho B đi, tức là chỉ dùng một cái hiệu ứng E cho A, thì nó cũng có cái sự cải thiện về cái phần effect. Thế nhưng mà hôm nay thì em lại chia sẻ với lại các bác anh em là sẽ giải quyết nó bằng cách ở trên main, tức là ở trên main thì sẽ không sử dụng hiệu ứng E cho B nữa,
và các cái cổng sâu giao và cái enter thì đều loại bỏ cái hữu nghĩa cho B. Thì đây nó cũng là một cái phương pháp mà em cũng tìm tòi và thử nghiệm rất nhiều lần. Thì bây giờ em sẽ alo ở trên mic để cho các bác anh em nắm được là hiện giờ là ở cái phần trên main này là em đã loại bỏ cái hiệu nghĩa cho B, và trong cái phần effect này thì vẫn sử dụng hiệu nghĩa cho A và cho B, mà các thông số đây thì em để theo cái giá trị đồng nhất. Và một cái nhược điểm nữa của các anh em khi mà thay đổi về cái độ trễ và delay cũng như là cái delay của kênh giờ sang kênh L, khi chúng ta để cái độ trễ của một trong hai kênh này nó khác đi thì như vậy cái chất âm của cái hiệu ứng e cho của chúng ta là như vậy là nó hơi bị ồn, nó thiếu đi cái sự rõ ràng của cái phần âm sắc ở trong các cái dải trầm trung chép. Thì thường thường em chỉnh thì em hay để giá trị là 0,0, ít khi em thay đổi về cái độ trễ của kênh giờ hoặc là cái delay của kênh giờ so với kênh L. Thì bây giờ em sẽ alo trên mic để cho các bác anh em nghe được cái chất âm là khi mà loại bỏ một hiệu ứng ở trên main, một hiệu ứng cho ở trên main, và khi để đồng nhất với lại cái hiệu ứng của cái E cho A để xem cái chất âm như thế nào. Và cái effect tổng thì hiện giờ em đang để là cái giá trị là 33 thôi, 33. Phần mic thì bây giờ em để lên tầm khoảng độ 35, 37, 37. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 6, 9. 1, 2, 6, 9. Và bây giờ em sẽ đưa cái hiệu ứng trong bên lên tương đồng giá trị với lại cái hiệu ứng của em cho A. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 2, 6, 9, 1, 1, 2, 2, 6, 9. Rõ ràng rằng là như các anh em vừa mới nghe thì khi mà đưa một cái hiệu ứng E cho B này lên thì cái độ dội âm, cái độ quẩn âm nó tăng lên rất nhiều. Nó làm cho chúng ta căn chỉnh về cái hiệu ứng effect này. Trong đó có cái độ trễ, tức là cái E cho delay cũng như là cái E cho delay hoặc là E cho dẹp beat chẳng hạn, là nó rất khó chỉnh, rất khó chỉnh. Và chúng ta chỉ cần như vậy là giảm đi một hiệu ứng E cho A hoặc E cho B ở trên cái phần main hay là các cái cổng sâu giao, cổng counter thì nó đã giải quyết được tổng thể cái vấn đề hiệu ứng quẩn lại. Còn như vậy là khi mà để cả hai hiệu ứng A và B thì cái việc mà căn chỉnh ở trong cái phần E cho A và E cho B này rất là khó khăn. Em là cái người mà làm lâu năm và căn chỉnh thường xuyên các loại vang số thì các cái thông số ở đây thì chỉ cần một tí thôi, chỉ cần alo một tí thôi có thể là như vậy là tìm ra một cái điểm mà nó phù hợp nhất rồi, tìm ra một cái giá trị mà nó phù hợp nhất với từng cái cấu hình, từng chế độ rồi. Thế nhưng mà đối với chiếc vang số X12 này, khi mà thay đổi các cái thông số ở trong cái mục E cho A và E cho B này, nó chỉ có mấy mục thôi, về cái E cho level, E cho reject và các tần số thấp, tần số cao, rồi cái E cho delay, E cho delay, E cho dẹp beat. Những cái thông số này nó cũng rất phổ thông ở trên các cái dòng vang số X3, X5, X7, X10 hoặc là các nhiều dòng vang số khác, thì các thông số ở đây thì nó chỉ xoay quanh các cái chức năng menu như thế này thôi. Thế nhưng mà đối với chiếc vang số X12 thì nó thêm cái E cho B, nhưng mà một cái khó khăn là khi mà đưa cả E cho A và E cho B vào thì cái hiệu ứng E cho nó hay bị quẩn lại rất nhiều, quẩn lại, vọng lại, dội lại, và nó làm cho cái chất âm của chúng ta nó thiếu đi cái sự rõ ràng, và đôi khi chúng ta cảm thấy là như vậy là nó hơi ồn ào, không rõ nét. Thì đấy nó cũng là một cái mà em chia sẻ với các anh em. Và ở trên phần main thì các anh em lưu ý như thế này, các cái thông số ở trên main này cũng cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng khi đưa ra một cái tỷ lệ E cho hai dì vọt cho nó phù hợp. Thì đối với chiếc vang số X12 này thì em đang để một cái giá trị E cho là 110% và cái dì vọt là 44%, và chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi, đang 44 trở về 43 hoặc là lên 45 thì nó khác, hoặc là cái E cho level này như thế, đang 110 lên 111 hoặc là 109 chẳng hạn, nó cũng khác. Thì cái vấn đề này thì em chia sẻ rất nhiều với các bạn anh em về cái thay đổi về cái giá trị ở trên các cái menu khi chỉnh vang số. Chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi, một tí thôi, một thông số thôi, một đơn vị thôi thì cái chất âm nó đã khác rồi. Cho nên khi chỉnh vang số nó đòi hỏi cái sự chính xác rất là cao, chứ không phải là chúng ta
làm theo kiểu ào ào mà có thể là đem lại một cái chất âm mà nó hay được. Bởi vì khi chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi, bây giờ em chỉ ví dụ là khi 110 chẳng hạn, 111, 6, 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
em cũng đã làm trên chiếc vang số X12 này. Và lưu ý một điều là sẽ giảm đi một hiệu ứng, một trong hai hiệu ứng E cho A hoặc E cho B ở trên các cái cổng xuất ra, thì nó sẽ đem lại được một cái chất âm mà nó vừa rõ ràng, vừa mềm mại, vừa sáng ở cái dải cao, và cái dải trầm là nó đỡ bị ù, đỡ bị dội lại ở cái dải cao. Và ở trong phần dì vọt thì đây, như các anh em có thể là tham khảo ở các cái thông số ở đây để có thể là tự mình căn chỉnh cho chiếc vang số X12 các bạn đang dùng nó được tốt hơn. Bởi vì là các bác anh em nghe nói, nghe đồn là chiếc X12 là dòng cao cấp, chạy chip xử lý đời cao, rồi cái giá thành cũng tương đối đắt, nhưng khi mua về thì các bác anh em như vậy là cảm thấy thất vọng, và như vậy là không ưng ý với cái việc mà mình bỏ đồng tiền ra để mua một chiếc vang số được mệnh danh là cao cấp, là sang trọng. Thì em qua clip này thì em muốn chia sẻ với lại các bác anh em, để các bác anh em có thể là sau khi mà xem clip xong, các bác và anh em có thể là căn chỉnh để cải thiện được chiếc vang số X12, để cho các bác anh em có thể là thỏa mãn với lại cái việc mà như vậy là bỏ tiền ra mua một chiếc vang số cao cấp đắt tiền. Và đây cũng là một chiếc vang số Hugo V6, một chiếc vang số Hugo V6 của một chú em người Thái Bình, chú có gửi cho em kèm theo cả một cái bộ mic Beyer, một bộ mic máy Beyer. Thì em cũng đã làm xong chiếc vang số cho chú em về Hải Phòng, và em làm 6 cấu hình để cho chú này chú sử dụng. Thì cấu hình thứ nhất em chia sẻ luôn với chú em này. Cấu hình thứ nhất là sáng tiếng. Cấu hình thứ nhất là sáng tiếng. Cấu hình thứ hai là tối tiếng. Cấu hình thứ ba là nịnh giọng. Cấu hình thứ tư là dì vợt. Cấu hình thứ năm là ra mic. Và cấu hình thứ sáu là thừa bá tiêu chép. Thì có rất nhiều các anh em là thích nghe một cái âm chép nhiều, và cũng có nhiều bộ dàn là bát thì nhiều mà chép thì ít. Và theo thói quen của các anh em là đôi khi là thích nghe nhạc với một cái âm chép nhiều. Thì tới đây em sẽ làm các cấu hình mà nó sẽ nổi trội về âm chép, để mà cho các anh em có thể là thích nghe một cái chất âm mà nhiều âm chép, thì có thể là sử dụng các cấu hình của em làm để nó phù hợp với lại cái nhu cầu và sử dụng của các anh em. Và bây giờ thì em sẽ alo ở trên mic để cho các bác anh em nghe được. Và chiếc vang số này thì chú em này, chú có nói chuyện với em ấy là cũng qua 3 người thợ rồi. Qua 3 người thợ căn chỉnh chiếc vang số Hugo V6 này. Một chiếc vang số mà nó cũng rất phổ thông thôi. Nó cũng giống như dòng X5, X6. Giống như dòng X5, X6. Thế nhưng mà chiếc vang số này thì cũng qua 3 người thợ làm mà chú chưa nghĩ. Thì lần này em sẽ làm cái chú này không quá phá tan ba bận chiếc vang số Hugo V6, để cho chú em này chú có thể yên tâm sử dụng. Thì bây giờ em sẽ alo trên mic để cho các anh em nghe được cái chất âm mà em cũng đã làm trên chiếc vang số Hugo V6 này, để chiều nay em có thể là gửi trả lại cho chú em này chú sử dụng. Và chú đang dùng mic Beyer đây. Mic Beyer, một bộ mic Beyer có hàng bãi cũng còn khá mới, đầu thu còn khá mới và tay mic cũng còn khá mới. Thì bây giờ em sẽ alo trên mic để cho các anh em nghe được cái chất âm mà em đã làm trên chiếc Hugo V6 này, và cụ thể là cái chương trình số 1 để cho các bác anh em nghe được cái chất âm của cái chương trình số 1 này. Chương trình số 1. Một này. Bây giờ là chương trình số 1. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 1 1 1 2 2 2 6 6 7 7 8 9 10 10 1 1 1 2 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1 2 2 6 6 1 1 1
là tự căn chỉnh được chiếc vang số X12 nó được tốt hơn. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác và anh em, hẹn các bác anh em trong những cái video clip tiếp theo.